Hello, xin chào quý khách hàng quay lại cửa hàng Mắt Kính Tái Quang. Thì hôm nay bên Liêm mới ráp xong một cái trồng kính đổ ha, mà hai lớp ha. Đây là cái lớp ngoài. Cái lớp ngoài thì được gắn cái trồng Polaroid và có mã hiệu gọng đây mọi người ha. Bên Liêm những cái gọng kính là những loại gọng tốt trên thị trường nên nó sẽ làm những cái mã hiệu gọng rất là chỉnh chu nha. Trong chứ không có giống như bên Shopee hoặc là bên Lazada nha mọi người ha. Thì những cái dòng trồng nó cái gọng á nó sẽ rẻ hơn, giá thành rẻ hơn rất là nhiều, nhưng mà cái chất lượng thì có thể mọi người khi mua rồi hoặc là sử dụng lâu rồi hoặc là sử dụng chuyên nghiệp những cái gọng kính thì mọi người sẽ thấy được những gọng này rất là dẻo ha, rất là dẻo. Trồng này Polaroid thì cái trồng này có phủ lớp chắn gương nha mọi người ha, lớp mặt gương phía trước này, phía sau là dòng trồng Polaroid. Thì để mọi người muốn biết cái dòng trồng Polaroid nó như thế nào thì mọi người có thể coi ha. Đây rất là đậm nha, đó mọi người thấy là đừng có rất là đậm cái hình con cá nha, lấy ra là mình mất nè mọi người ha. Thì cái dòng trồng này rất là phù hợp để mình đi biển hoặc là đi xe dã ngoại du lịch và những nơi mà có ánh nắng mặt trời gắt thì nó sử dụng rất là thích hợp, thì nó sẽ cho mình cái tầm nhìn rất là mát mắt và rất là rõ ha. Rất là phù hợp để mình đi câu cá hoặc là đi biển ha. Nó lý do tại sao mà có cái hình ông câu cá ở đây ha. Đây mình thấy rất là trong nha. Cái hình không chỉ có dòng trồng Polaroid này mình có cái hiệu ứng như vậy thôi. Thì cái gọng kính hai lớp của bên Liêm thì nó có một cái ở giữa luôn ha, và cái hai cái hít 500 ở hai bên thì để cho nó cố định vào cái form kính rất là ok nha. Mình không rớt được nha, vừa có 500 mà vừa có cái móc hít ở đây. Mọi người thấy không, rất là rớt. Mình để ngược lại mình cũng nó cũng không rớt ha, nên mình khi mình những cái gọng này được lựa chọn kỹ càng á, nó sẽ rất là phù hợp để mình làm cái độ kính ở phía trong. Mọi người coi cái độ kính phía trong ha, bên Liêm này có độ kính, Liêm đã gắn cái độ kính ở phía trong rồi. Thì cái độ kính như phía trong vậy mình có thể mình đi thể thao nè, mình lạp xe đi vào bãi biển nè, thì nó cũng rất là cứng cáp mà nó không có rơi rớt ha. Mình để ngược lại luôn, mình lắc ha, lắc nè, nó không có rơi rớt. Thì những cái gọng của bên Liêm là đều được bên Liêm đích thân mà lựa chọn rất là kỹ càng, để cho một cái gọng nó vừa sử dụng thời gian lâu dài, cái thứ hai là giá thành nó hợp lý. Quan trọng là cái thời gian sử dụng nó lâu dài, nó tốt, cái nhựa nó tốt ha, nó không phải là những cái nhựa tạp chất hoặc là những cái nhựa giòn. Bên đây là đa số là sử dụng những dòng trồng nó nhựa dẻo nè, để cho mình, và cái nhựa này nó không có độc hại khi mình tiếp xúc với da của mình nha. Đây đó, lý do nó vừa nhẹ vừa dẻo mà nó không độc hại ha. Những cái gọng như vậy thì nó giá thành nó sẽ chắc chắn nó phải cao hơn nhiều so đó. Nó so với những cái dòng nhựa mà dòng nhựa giòn, nhựa tái chế nha mọi người ha. Đó là Liêm chia sẻ rất là thật tình, thẳng thắn trên video ha. Và những cái gọng kính đều được chính tay của Liêm lựa chọn, nó phù hợp với kỹ thuật để mình làm độ cận ha. Cho dù lắp những cái trồng cận mà cao luôn, hoặc là cận cao, cận loạn cao hoặc là viễn loạn cao nha, đều lắp được. Ví dụ cái gọng kính này nếu mà mình làm 8-9 độ cận ha, đều được ok nha. Đây rất là hít nha mọi người, đâu đó nó hít cập nè, rất là đẹp, mình nó rất là chắc chắn. Nên là những cái gọng kính mà khách hàng mua những cái gọng kính bên Liêm thì rất là yên tâm mình sử dụng nha. Rồi vậy thì Liêm giới thiệu xong về cái gọng này và cái tính chất của cái trồng này. Và mình cũng phải tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng và cái mong muốn của mình như thế nào, thì mọi người có thể liên hệ với Liêm thông qua số Zalo Liêm để trên màn hình, thì Liêm sẽ tư vấn cho mọi người một cái trồng và cái gọng kính nó phù hợp với cái nhu cầu của bản thân nhất. Rồi Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách hàng của Liêm nha.